phía chủ tư, anh Nguyễn Văn Nam, phụ trách an toàn dự án. Về phía ban chỉ huy liên đoàn công trường, anh Nguyễn Văn Quang, chỉ huy phó công trường. Kính thưa phía chủ tư bên cát, kính thưa các tổ đội nhà thầu phụ, kính thưa tất cả các anh em ban chỉ huy công nhân, với tinh thần khí thế ngày hôm nay đạt 1 triệu giờ ông toàn, đó là cái công sức lao động tuân thủ và nỗ lực của tất cả các công nhân. Ban chỉ huy và phía chủ tư bên cát sự hỗ trợ lớn nhất cho team của mình thôi, mà cái triệu giờ ông toàn mang đến là chỉ là tập trung vô vấn đề tuân thủ an toàn của hệ công nhân của mình. Với sự nỗ lực vượt bậc như vậy, mình phải tuyên dương cho tất cả các anh em tổ đội nhà tổ phụ, anh em giám sát ban chỉ huy đã hoàn thành tốt. Cảm ơn tất cả các anh em ban chỉ huy, chủ tư bên cát, đặc biệt là toàn thể công nhân của mình, tất cả đội nhà tổ phụ, cảm ơn rất nhiều. Với cái đại diện của ban chỉ huy, xin chân thành cảm ơn. Thay mặt cho chủ đầu tư bên cát, xin chúc mừng nhà thầu Vinco đã đạt được 1 triệu giờ lao động an toàn tại công trình bê cát, và cũng xin chúc cho nhà thầu sẽ thành công.